Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay, thứ Sáu ngày 7 tháng 6 năm 2024, mời quý vị khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Hoàn thiện hơn công tác quyết toán ngân sách. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh sơ kết giữa nhiệm kỳ. Kết quả xây dựng đô thị loại 3 của tỉnh Tây Ninh. Thưa quý vị, công tác quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực so với các năm trước. Thu ngân sách vượt dự toán 28,8%, chi ngân sách cơ bản đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ của nhà nước. Tuy nhiên, vẫn còn lưu tâm lập đến công tác dự báo, xây dựng dự toán, sử dụng hiệu quả ngân sách và quản lý số chi chuyển nguồn. Đây là những vấn đề được quan tâm trong phiên thảo luận về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022, sáng ngày 7 tháng 6. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận. Năm 2022, kiểm toán nhà nước đã phát hiện thêm 4.000 tỷ nợ xây dựng cơ bản. Nếu không rốt ráo vấn đề này, thì sẽ tiếp tục phát sinh nợ mới. Nhiều chủ đầu tư là chưa thực sự vào cuộc cùng với các nhà thầu để tháo gỡ khó khăn hoặc là thúc đẩy nhanh hơn các cái công tác này, là do cách bố trí vốn, phân bổ vốn, chúng ta chưa chú trọng đến cái vấn đề về xử lý nợ xây dựng cơ bản. Mặc dù đây là một trong những nguyên tắc phải được ưu tiên, tôi cho rằng có trách nhiệm của các cơ quan của chính phủ thiếu kiên quyết, còn nể nang trong cái vấn đề phân bổ vốn, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư công. Tôi đã đi giám sát cùng với Ủy ban Tài chính Ngân sách thì thấy rằng không phải khoản nào cũng là do trách nhiệm của địa phương, có cả trách nhiệm của Trung ương. Quan tâm đến số chuyển nguồn sang năm sau còn lớn cho thấy việc sử dụng ngân sách nhà nước có nơi chưa hiệu quả. Đại biểu cho rằng có nguyên nhân từ việc dự toán không sát. Chi đầu tư phát triển đạt 71,1%, chi thường xuyên không đạt dự toán, số chuyển nguồn năm 2022 sang năm 2023 rất lớn. Nguyên nhân của hạn chế tồn tại trên chủ yếu là do việc lập dự toán, chi ngân sách không sát với thực tế, công tác lập thẩm định phê duyệt dự toán, chuẩn bị dự toán đầu tư, lập kế hoạch vốn, giao vốn chậm. Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, số chi chuyển nguồn từ năm 2022 sang năm 2023 cao chủ yếu do các nguồn lực được chuyển theo quy định pháp luật. Đặc biệt là nguồn tích lũy qua các năm để thực hiện cái cải cách tiền lương là gói cầu là rất là cao. Thứ hai nữa là những cái nhiệm vụ mà đã được ký hợp đồng và đã được thực hiện trong năm, tuy nhiên là gói cầu là chưa được thanh toán thì được chuyển nguồn sang năm sau thì theo quy định pháp luật. Cho nên là cái vấn đề chuyển nguồn thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng, và đặc biệt là các cái bộ ngành và các địa phương phải cố gắng để thanh toán ngay trong năm, thì để cái số chuyển nguồn nó ngày một cái giảm đi. Bộ trưởng Tài chính cũng cho biết những tháng đầu năm 2022 còn chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19, tăng trưởng thấp, nhưng quý 3 năm 2022 từ những nỗ lực trong điều hành thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kinh tế phục hồi tăng trưởng, do đó thu ngân sách cũng tăng vượt so với số dự toán. Sáng ngày 7 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026, sơ kết phong trào hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2024 và tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 06. Tham dự có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ông Lý Trung Đông, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội đã đăng ký và tổ chức thực hiện được 280 công trình phần việc trong phong trào thi đua với tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng, giới thiệu trên 3.900 gương điển hình tiêu biểu xuất sắc, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong thực hiện phong trào thi đua và trên các lĩnh vực. Tính đến cuối năm 2023, qua bình xét đánh giá, có trên 3.000 hộ đạt gia đình 503 sạch, trong đó có trên 990 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, thực hiện đạt kết quả hai khâu đột phá, đổi mới phương thức hoạt động hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung xây dựng cơ sở hội vững mạnh.
Tại hội nghị, bà Tô Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Phụ nữ các cấp của tỉnh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời đóng góp gợi ý các giải pháp hoạt động phong trào cho hội trong thời gian tới. Dịp này, có một cá nhân được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh do có đóng góp cho công tác an sinh xã hội tỉnh, khen thưởng cho 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ 14. Các cá nhân đạt danh hiệu cán bộ hội cơ sở giỏi, phụ nữ tiêu biểu. Sáng ngày 7 tháng 6, ông Võ Đức Trong, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện có buổi tiếp xúc với gần 90 cử tri xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên. Cử tri xã Thạnh Tây kiến nghị cần quan tâm đến chế độ chính sách đối với người có công, nhất là việc chi trả phụ cấp đúng thời gian quy định. Còn quá nhiều thủ tục hành chính trong thực hiện thủ tục cấp đổi chính quy, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện cho người dân trở về từ Campuchia về địa phương làm ăn sinh sống. Các kiến nghị thuộc thẩm quyền được ông Nguyễn Ngọc Trỗi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện giải trình tại buổi tiếp xúc. Một số ý kiến ngoài thẩm quyền được tiếp thu, ghi nhận, chuyển cơ quan chức năng trả lời cử tri sau. Sáng ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh khai mạc hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ đợt 1 năm 2024 cho Hội thẩm Nhân dân và đội ngũ công chức có chức danh tư pháp của Tòa án hai cấp trên địa bàn tỉnh. Gần 300 hội thẩm và công chức có chức danh tư pháp gồm thẩm phán, thẩm tra viên, thư ký của Tòa án Nhân dân tỉnh và Tòa án Nhân dân huyện, thị, thành phố tham gia. Phát biểu khai mạc và triển khai nghiệp vụ tại hội nghị, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Đỗ Văn Thinh nói về vai trò quan trọng của công tác xét xử và thực tiễn công tác này trong Tòa án hai cấp Tây Ninh. Hội nghị lần này nhằm giúp đội ngũ, hội thẩm nhân dân và công chức có chức danh tư pháp của tòa án kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ để tạo sự chuyển biến tốt hơn trong việc đẩy nhanh tiến độ giải quyết và nâng cao chất lượng xét xử các loại án, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới. Dự kiến trong thời gian 2 ngày, ngày 7, ngày 8 tháng 6, đội ngũ hội thẩm và các công chức có chức danh tư pháp của tòa án hai cấp được lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh quán triệt triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn áp dụng pháp luật trong công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự, dân sự hành chính, đồng thời giải đáp những vướng mắc bất cập qua thực tiễn giải quyết, xét xử các vụ án. Khẩn trương xử lý dứt điểm các trường hợp hợp tác xã ngừng hoạt động chờ giải thể là chỉ đạo của Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tây Ninh để củng cố hoạt động, đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã. Theo đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xử lý dứt điểm các hợp tác xã ngừng hoạt động, khó khăn trong giải thể, chưa đăng ký và tổ chức lại theo Luật hợp tác xã năm 2012. Đối với trường hợp các hợp tác xã ngừng hoạt động, không liên hệ được với người đại diện theo pháp luật hoặc thành viên hợp tác xã mà nợ thuế không giải thể được, giao Cục Thuế căn cứ văn bản số 17 ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý các khoản nợ của hợp tác xã ngừng hoạt động, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nội dung này trước ngày 30 tháng 8 năm 2024. Tính đến hết năm 2023, Tây Ninh có 14 hợp tác xã và một chi nhánh hợp tác xã ngừng hoạt động, 5 hợp tác xã giải thể. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10 được tổ chức vào cuối tháng 5 vừa qua đã ban hành hai nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng là đô thị loại 3. Trong thời gian qua, người dân của hai địa phương này đã đoàn kết, góp sức xây dựng hai thành phố tương lai của tỉnh ta ngày càng văn minh, sạch đẹp. Người dân thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng đón nhận tin vui khi kỳ họp 12 Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành hai nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị thị xã Hòa Thành và thị xã Trảng Bàng là đô thị loại 3. Qua lập đề án đánh giá, hai đô thị đã phần lớn đạt các tiêu chí đô thị loại 3. Cụ thể, thị xã Trảng Bàng đạt 57 trên 63 tiêu chuẩn, tổng số điểm đạt 86,76 trên 100 điểm. Thị xã Hòa Thành đạt 59 trên 63 tiêu chuẩn, tổng số điểm đạt 88,29 trên 100 điểm. Đây sẽ là cơ sở để Bộ Xây dựng thẩm định, công nhận hai thị xã của tỉnh Tây Ninh là đô thị loại 3 theo quy định. Có một sự rà soát, đánh giá chấm điểm theo các tiêu chuẩn, theo quy định, để xem rằng hiện nay hai đô thị đó, cái trình độ phát triển đô thị đó như thế nào, cũng như là đem lại
đời sống tốt hơn, phát triển đô thị tốt hơn cho nhân dân ở khu vực đó. Trong thời gian qua, người dân hai thị xã đã đoàn kết, nỗ lực, góp sức vào sự phát triển chung của thị xã nhằm xây dựng đô thị văn minh, sạch đẹp, góp phần nâng cao đô thị theo mục tiêu đã đề ra. Trong đó, nhiều người dân đã đóng góp công sức vào việc làm đường giao thông, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Người dân cảm nhận sự thay đổi rõ nét của đô thị qua từng năm. Hồi đó, khi mà đó là cái đường chỉ có một cái xe đạp đi được thôi. Bây giờ đường lớn nè, xe hơi chạy vô nè, xây dựng rất là tốt, nhà nước làm và dân hỗ trợ thêm chút đỉnh, cái đó dân tích cực lắm. Phường An Hòa, nói chung riêng khu phố Hòa Bình thì cái sự có phát triển của nhân dân nó có khởi sắc hơn, đời sống được nâng cao, đường xá nó được cứng quá, nhựa quá, đi lại bà con dễ dàng, hộ nghèo thì đã mình xóa hết rồi, có công ăn việc làm thì người dân mình là rất là phấn khởi. Bởi vì mình được đô thị loại 3 thì mình sẽ tiến tới thành phố, mà được lên thành phố thì đời sống nhân dân càng cao nữa. Hòa Thành cũng như Trảng Bàng đã phấn đấu xây dựng và phát triển đô thị theo đúng lộ trình đề ra, đang loại 4, bây giờ là loại 3. Thì để thành lập được thành phố thì yêu cầu tối thiểu thì đô thị đó phải là từ loại 3 trở lên. Thì đây cũng là một trong những cái nội dung cũng như cái ý nghĩa để cho hai đô thị này có định hướng cho sự phát triển thành lập thành phố về sau. Theo quy hoạch tỉnh Tây Ninh, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2030, tỉnh sẽ có 3 đô thị loại 3 là Trảng Bàng, Hòa Thành và Gò Dầu. Với kết quả phát triển đô thị tính tới thời điểm hiện nay, người dân hai thị xã mong đợi hai đô thị này sẽ sớm trở thành thành phố trong tương lai không xa. Tiếp theo trong chương trình thời sự tối nay, tuyên truyền an toàn giao thông cho chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo. Trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Vào 2 ngày 6 và 7 tháng 6, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, VTV9, tổ chức khóa tập huấn trao đổi nghiệp vụ về kỹ năng thực hiện phóng sự ngắn trên truyền hình dành cho các phóng viên, biên tập viên. Khóa tập huấn được tổ chức trong 2 ngày với sự tham gia của gần 40 học viên là các phóng viên, biên tập viên hiện đang công tác tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Đài Phát thanh Truyền hình các tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Long An, Bình Thuận, Lâm Đồng. Trong thời gian diễn ra tập huấn, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Quang Hào, trưởng khoa truyền thông sáng tạo, trường Đại học Nguyễn Tất Thành hướng dẫn truyền đạt đến học viên các kiến thức mở rộng liên quan đến việc thực hiện phóng sự ngắn, các bước để làm nên một phóng sự ngắn thu hút người xem, thực hành quay phóng sự và dựng thành phẩm, phương pháp thể hiện đề tài trên nền tảng số. Sáng ngày 7 tháng 6, Chi hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia huyện Tân Châu tổ chức hội nghị ban chấp hành và công bố quyết định thành lập Chi hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia huyện Tân Châu. Đến dự có ông Bùi Thanh Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Tây Ninh, ông Bùi Trọng Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Tại hội nghị, các thành viên ban chấp hành đã được nghe công bố quyết định thành lập và công nhận ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia huyện Tân Châu của Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia tỉnh Tây Ninh. Theo đó, ban chấp hành có tất cả 15 thành viên do bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện làm chi hội trưởng. Hội nghị đã thông qua quy chế làm việc và bản phân công nhiệm vụ của từng thành viên ban chấp hành Chi hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia và thông qua kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của chi hội. Ngày 7 tháng 6, tại Hòa đạo Liên Phường Long Hoa, Long Thạch Bắc, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Ban An toàn Giao thông tỉnh, Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh tổ chức tuyên truyền cho chức sắc chức việc tôn giáo Cao Đài về công tác tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Dự buổi tuyên truyền có ông Nguyễn Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Giáo hữu Thường Thuận Thanh, Phó Ban đại diện Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và gần 300 vị chức sắc chức việc tín đồ tôn giáo. Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Cao Thanh Vũ, cán bộ tuyên truyền Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng năm 2024, mức xử phạt và nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như vượt đèn đỏ, đi không đúng phần đường, làn đường, sử dụng rượu bia, tham gia giao thông. Phát biểu tại buổi tuyên truyền,
Ông Nguyễn Văn Phi, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, buổi tuyên truyền đã phát huy vai trò của chức sắc, chức việc, tôn giáo. Đây là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động tín đồ tôn giáo chấp hành pháp luật, tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 7 tháng 6 tại khách sạn Melia Vinpearl Tây Ninh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu nhân đạo thành phố Tây Ninh tổ chức ngày hội hiến máu nhân đạo đợt tháng 6 năm 2024. Ngày hội thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, học sinh đến từ các cơ quan, đơn vị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội cùng nhân dân trên địa bàn thành phố tham gia hiến máu. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện nghĩa cử cao đẹp với tinh thần nhân đạo, nhân văn, chung tay vì cộng đồng, chăm sóc sức khỏe, cứu chữa người bệnh, góp phần cùng cả nước khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong cấp cứu, điều trị người bệnh. Thưa quý vị, tại nghị quyết ngày 5 tháng 6, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có giải pháp trước mắt và lâu dài để quản lý thị trường vàng. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước phải khắc phục tình trạng chênh lệch cao giữa giá trong nước và thế giới, bảo đảm thị trường vàng ổn định, hiệu quả, minh bạch, không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Vàng hóa nền kinh tế là hiện tượng kim loại quý lấn át hoặc thay thế đồng tiền trong nước, được sử dụng rộng rãi như một loại tiền tệ. Chính phủ giao Bộ Tài chính cùng Ngân hàng Nhà nước tăng cường kiểm tra giám sát, thực hiện quy định về hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế trong kinh doanh, mua bán vàng. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 6. Với những doanh nghiệp, đơn vị không thực hiện quy định về hóa đơn, Chính phủ nhắc lại yêu cầu rút, thu hồi giấy phép kinh doanh. Thưa quý vị, thời điểm này, các em học sinh lớp 12 đang gấp rút ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Ghi nhận của phóng viên tại trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Tây Ninh về tình hình ôn thi của các em học sinh. Năm học 2023-2024, trường phổ thông dân tộc nội trú Tây Ninh có 507 học sinh, trong đó có 304 học sinh khối trung học cơ sở và 203 học sinh khối trung học phổ thông. Hiện nay các khối trong trường đã được nghỉ hè, nhưng khối lớp 12 vẫn đang miệt mài ôn thi, học tập tích cực để chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông sắp tới. Mục tiêu của nhà trường năm nay, phấn đấu 100% các em học sinh khối lớp 12 sẽ thi đậu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông để nối dài thành tích của nhà trường. Trong 6 năm học vừa qua, nhà trường luôn đạt tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp trung học phổ thông là 100%. Với tinh thần thi đua học tập tốt, có sự chuẩn bị tích cực, nhà trường đã ban hành kế hoạch triển khai ôn tập ngay từ đầu năm. Đến nay, hầu hết các em học sinh đã sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới. Đối với con thì việc học hành cho kỳ thi này rất là quan trọng, nên là con đặt việc học lên đầu tiên. Thành ra là cái thời gian học cũng khá là nhiều, nhưng mà áp lực thì đối với con cũng không quá áp lực, bởi vì ở đây học thì có bạn bè là cũng khá là vui. Cái đây là cái khoảng thời gian mà cần sự cố gắng nhiều hơn. Em đã trang bị đầy đủ kiến thức rồi, cho nên là không có quá lo lắng. Không chỉ đạt tỷ lệ học sinh thi đậu tốt nghiệp cao, các năm qua, số lượng học sinh của nhà trường thi đậu vào các trường đại học công lập cũng tăng lên, cho thấy chất lượng dạy và học của nhà trường đã dần được nâng lên. Nhận được sự tín nhiệm của phụ huynh, ban giám hiệu nhà trường cho biết, những năm đầu khi trường thành lập, việc vận động tuyên truyền đến phụ huynh học sinh tạo điều kiện cho con em vào nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên đến nay, phụ huynh đã rất an tâm, tin tưởng vào nhà trường, cũng như tạo điều kiện tối đa cho con em theo học. Đây cũng là một trong các nguyên nhân giúp nâng cao chất lượng học tập của các em. Thấy được cái sự là chuyển biến, cái nhận thức rất rõ của cái phụ huynh người dân tộc. Họ chuyển biến, họ thay đổi rất nhiều. Và cái việc học cũng như cái ý thức học, cũng như là quan tâm đến tương lai con em của họ thì rất là tiến bộ. Cho nên là mọi cái vấn đề liên quan đến vấn đề học hành của trường cũng như phối hợp khác thì họ có cái sự thay đổi và cái phối kết hợp rất tốt. Mới vô trường là học sinh lớp 6 thì có nhiều khó khăn như là xa gia đình với nhà. Nhưng mà sau vài năm gắn bó với trường thì cảm thấy là mến trường hơn, ở trường sẽ vui hơn, học tập có nề nếp hơn, học lực của con thì khá. Tiếp nối bản tin, mời quý vị đến với các thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 6 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định vũ khí của Mỹ sẽ không được sử dụng để tấn công vào 6 lãnh thổ Nga sau khi nhà lãnh đạo người Mỹ ngỏ ý bật đèn xanh cho Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Nga bằng vũ khí do phương Tây cung cấp. Trong một tuyên bố, Tổng thống Biden nêu rõ Mỹ không cho phép Ukraine tấn công sâu 320 km trong lãnh thổ Nga và không cho phép tấn công vào Moscow cũng như Điện Kremlin. Theo ông Biden, vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine là để tấn công ngay bên kia biên giới. Cùng ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ chuyển giao máy bay chiến đấu Mirage 2000 cho Ukraine và huấn luyện phi công Ukraine. Chính quyền Palestine, gọi tắt là PA, đã sẵn sàng tái lập chính quyền thống nhất của người Palestine sau cuộc xung đột Hamas-Israel ở dải Gaza. Tuyên bố trên được Thủ tướng Palestine Mohammed Mustafa đưa ra trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein ở Baghdad ngày 6 tháng 6. Thủ tướng Mohammed Mustafa khẳng định PA sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm của mình sau khi xung đột Gaza kết thúc nhằm giúp khôi phục sự đoàn kết của người dân và giới lãnh đạo Palestine. Ông nhấn mạnh cần phải chuẩn bị tốt cho việc thành lập một nhà nước Palestine. Tuyên bố của ông Mustafa được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tây Ban Nha, Ireland, Na Uy và Slovenia công nhận nhà nước Palestine. Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva ngày 6 tháng 6 đã khẳng định cam kết của ông trong việc tái thiết các khu vực bị lũ lụt tàn phá. Trong chuyến thị sát Rio de Janeiro, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ vừa qua, ông Lula da Silva cho biết ông đã trao đổi với người đứng đầu Ngân hàng Trung ương và các tổ chức ngân hàng khác để đẩy nhanh các nỗ lực tái thiết. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý cần rút kinh nghiệm và đảm bảo các công trình mới không được xây dựng ở những khu vực dễ gặp rủi ro. Trong khi đó, tại Tây Nam nước Mỹ, hàng triệu người đang phải chịu nắng nóng bất thường khi nền nhiệt trung bình cao hơn 38 độ C, thậm chí có nơi lên tới 45 độ C. Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, khoảng 30 triệu người tại khu vực này đã nhận được cảnh báo về nguy cơ nắng nóng quá mức, đồng thời khuyến cáo nền nhiệt cao có thể tiếp tục xuất hiện trong ngày 8 tháng 6. Hồi năm ngoái, khu vực này cũng từng trải qua nhiều tuần hứng chịu nắng nóng cực đoan trong mùa hè. Quý vị thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.